Sau khi video Rilosena Carey được mình cho lên sóng ở bản cập nhật trước thì đã có rất là nhiều tranh cãi. Vậy thì Sena có Carey được không? Cái này cứ để anh em nào chơi nhiều rank cao vào xác nhận giúp mình nhé. Còn ở bản cập nhật 13.24 này, hệ True Damage không bị động chạm tới, mà thậm chí có một gương mặt vàng được búp sức mạnh khá khá. Nếu như lối chơi reroll không phải là sở trường của bạn thì đây chắc chắn là video dành cho bạn đấy. Akali True Damage nhưng lại kẹp cùng với KDA, thậm chí là biến Akali siêu sao KDA thành Akali siêu sao True Damage mà không mất một đồng nào cả. Nếu phần giới thiệu trên đã đủ hấp dẫn với bạn rồi và bạn đang rất nóng lòng muốn biết chơi Akali siêu sao True Damage như thế nào thì hãy ấn like video này rồi mình vào game luôn nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta sẽ là siêu sao đa tài. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái của mình là một cung, một gậy và một BF. Ở vòng 1.3 game có cho mình siêu sao Kennen hộ pháp và fan cứng. Mặc dù đã bị nớp ở bản này nhưng mà siêu sao Kennen vẫn rất được ưa chuộng để đép, cùng với việc ra thêm rất là nhiều tướng cho damage nữa nên là mình bắt luôn em nó. Mở màn cho trận đấu này là một chiếc lõi công nghệ bạc. Xây dựng đội hình với đồ mình đang có thì có thể chốt luôn để đánh Senna được. Nhưng không, hôm nay là ngày của Akali nên mình roll ra được cái này mất cái kia. Đang đép bằng True Damage mà lấy cái lõi này thì trôn quá đúng không mọi người? Apka và viện trợ sắp tới là hai lõi đánh chuỗi thua sẽ phù hợp hơn. Còn bài mình khá là mạnh để đánh chuỗi thắng. Roll cả hai thì thấy có mỗi trẻ khỏe tự do là dùng được nên mình lụm luôn để được đi chợ sớm, vì cũng xác định là đánh Weetrich. Cũng bị hai đấy. Thêm một em Kennen 2 sao được bắt về từ cửa hàng. Form bài đép của mình sẽ bao gồm hai Kennen 2 sao có fan cứng đi cùng với Lilia kẹp với Senna đang phía sau. Đối thủ đép bằng Yasuo siêu sao kẹp thánh da rẻ đép cùng với hai Punk. Bùa đỏ cũng giúp bài của ông này khá là mạnh. Hơi xui một tí là Yasuo cầm bàn tay random ra đam chứ không phải là hút máu. Mình có được chiến thắng đầu tiên với hai chest. Nico xuất hiện luôn ở vòng 2.2. Mình thay vào chỗ của Lilia để thêm tanh cho Senna thỏa sức bắn. Round này mình gặp nhà ba Hustle có siêu sao Kennen mạnh hơn là rõ, kể cả về tộc hệ cũng như là trang bị. Mình đâm ông này nguyên nhà. Up luôn level 5 ở vòng 2.3 cho vào sân Pantheon bắt được trước đó, kích mốc 4 hộ pháp để đảm bảo là có được chuỗi thắng. Easy win nhà đép bằng KDA 3 chest. Được đi chợ sớm mà quên mất. Thế là chấp lõi ở round này, Sẻng đã bị nhà Hustle nhặt trước, mang về để kích mốc 5 Hustle luôn. Mình thì lấy về Mordor cầm nước mắt để lắp Sojin cho Senna. Tiếp tục thắng một nhà đép bằng bạc 2, ngoại trừ nó ra thì tất cả các tướng còn lại đều 1 sao. Mình dễ dàng có được chiến thắng thứ 4 để cháy lên. Tín hiệu vũ trụ gửi đến với con Akali True Damage. Tuy nhiên là chưa có đồ và chưa có đủ 4 True Damage nên là mình chưa cho vào sân vội. 4 hộ pháp gặp 4 đấu sĩ ở vòng 2.6. Cũng may là hộ pháp tạo giáp khá là nhiều, khiến cho các tướng đấu sĩ của ông này không đủ thời gian hạ gục đi. Senna tích số cuồng đao và giành lấy chiến thắng với những phát ràng buộc của mình. Rất nhiều vàng rơi ra ở rau đá, giúp mình tích đủ 30 tiền và một mảnh khá phép duy nhất được nhặt về. Lilia lên 2 sao ở vòng 3.1, mình thay vào sân để kích mức 4 của fan cứng, đồng thời up 6 cho Akali vào sân, biến nó thành KDA tạm thời. Gặp lại nhà với chiếc lõi bùa đỏ lúc nãy, giờ cũng sắm cho mình một con Akali cầm bàn tay. Mình nhiều chest và 2 sao hơn nên áp đảo ông này khá là dễ dàng. Tiếp tục là một chiếc lõi công nghệ bạc ở vòng 3.2. Với ô KDA xếp trụ như này thì chọn bạn thân là không hợp lý nên mình roll trước. Ra xúc sắc vô tận cũng tạm chấp nhận. Bán thăng hoa cũng được roll nốt vì bài đấu True Damage sốc đam sẽ tốt hơn là đam theo thời gian. Nó ra vé bạc hơi cùi. Quyết định cuối cùng của mình sẽ là chọn hộp Pandora để tí nữa vẽ đồ cho Akali vậy. Pantheon cũng lên 2 sao nốt, càng củng cố thêm dàn tanh vô cùng cứng cáp cho Senna gây đam. Đấm luôn ông Hustle nhặt sẻng ở vòng đi chợ nguyên nhà để hạn chế sức mạnh của ông lại. Với dàn tanh vô cùng cứng cáp này đã giúp mình thắng tiếp chuỗi 8 trước nhà đang hướng bảy Yone một cách dễ dàng, mặc cho Senna có nằm xuống. Giành lấy sẻng vàng ở vòng đi chợ để tránh các đối thủ có những bài đấu đột biến cũng như là vẽ ấn True Damage nếu mà cần thiết. Up luôn level 7 sau khi đi chợ về, cho vào sân Yasuo để biến Akali trở thành True Damage với mốc 4. Gặp đối thủ với bài đấu 8 bit reroll Cocky 3, mình mém thì thua nhà này, may là up 7 trước đấy rồi. Echo xuất hiện ở cửa hàng, mình cho vào sân thay Yasuo để kích thêm vệ binh. Chuỗi tháng 10 được thiết lập trước nhà này cũng chơi Yone nốt. May là ông này chưa lắp đồ ấy, không là mình cũng thua rồi.
do Rao đá cho mình khá ít đồ nên là năm con sói hư hỏng đã bù lại cho mình với 4 mệnh đồ cùng với 3 tướng 3 tiền. Lên luôn Echo 2 sao, mình lắp luôn quyền năng trước cho Akali. Tiếc tiền lên 8 ở vòng 4.1 vì hơi chủ quan, mình để thua nhà Pentakill đã có Karthus. Tank của họ khá là trâu, giúp Karthus gọi hai lần khúc cầu hồn, đi hết carry team mình. Akali cũng chưa có hút máu nên là không thể giữ lại chuỗi thắng 11 cho mình được. Trận đấu về lết khá là mờ nhạt khi mà chỉ có một lõi công nghệ vàng, siêu hùng hiện diện được loại đầu tiên vì mình không đánh nhiều hộ pháp về sau, tạm thời thì chỉ dùng để dép thôi. Roll thì nó ra, cây cung thần tốc cũng không quá ngon với bài True Damage. Trí tuệ siêu công nghệ chắc là sẽ hợp cho Akali KD hơn là True Damage đấy. Mình roll nốt thì nó ra túi đồ cỡ đại cũng không ngon lắm. Quyết định cuối cùng của mình là thu về trái ngọt để lấy số lượng đè chất lượng cho một cái trận đấu không có lõi đánh nhau. Nico tăng lên 2 sao, up luôn level 8 ở vòng này với 35 tiền thừa. Mình thay siêu sao Kennen và cho tạm Seraphine vào sân để roll đổi siêu sao. Roll cạn tiền nhưng mà không update thêm bất cứ vị tướng nào khác 2 sao. Đánh giá đây là một turn roll khá là thất bại. Mình để thua luôn nhà KDA với 3 lõi đánh nhau 2 chest. Ôi trời ơi. Tiếp tục roll để tìm kiếm siêu sao thì game cho luôn. Hiena quá ngon, Senna cũng được update 2 sao nốt. Roll thêm 2 cái thì game cho luôn siêu sao KDA Akali. Lúc nãy cho bạn nào chưa biết thì mình có thể biến luôn siêu sao Akali KDA thành siêu sao Akali True Damage luôn nha. Mình mua em nó về và cho Kiana vào sân. Và thế là đã kích được mốc 6 của True Damage rồi. Sướng sướng với mã ra mắt hơn 6k dam trước anh sinh viên Yone ở vòng 4.3. Đi chợ sớm mình nhặt thêm được một em Kiana ở chợ nữa để hy vọng là lên 2 sao. Chia đồ cho Kiana với Echo để kích hiệu ứng hào nhoáng. Nhà 8 mid reroll đã update được Garen 3 sao. Tuy nhiên là vẫn quá chậm nhịp so với trận đấu. Tầm này tank vẫn còn khá là yếu nên gặp bài True Damage của mình bốc hơi quá nhanh. Chiến thắng thứ 2 đã có lại. Tiếp tục thị uy sức mạnh với chiến thắng trước nhà Pentakill. Karthus Akali chưa có đồ để nâng chuỗi thắng lên 3. Một găng rơi ra từ Raw Chim, mình lắp luôn bàn tay cho Kiana. Còn một Dezen được mở ra lấy gậy, lắp luôn ấn KDA cho Kiana nốt. Roll thêm mấy phát cho đủ 18 lượt để lấy giáp chest. Mình thay Seraphine ra vì đã đủ KDA rồi. Sau đó cho Zed và Zac vào sân kích mốc 2 của hệ cuồng nhiệt và EDM. Tiếp tục gặp một nhà Pentakill với Karthus 2 có đồ. Akali cũng có đồ nhưng mà thiếu tanh. Dàn tanh quá mỏng nên Akali team mình dễ dàng phi đao 5 cánh. Quét sạch rồi tiến ra sau hạ gục Karthus. Nổi lửa lên là thứ hai rồi đấy. Dây chuyền là đồ cuối lắp nốt cho Echo. Còn cái giáp chest mà quên không lắp cho Kennen để kích hiệu ứng hào nhoáng. Mấy pha này mà trên stream là có người nhắc rồi đấy. May là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả của trận đấu này. Đấm tiếp cái ông Hurtsteel một phát để tiếp tục đẩy máu, không cho ông ý back lại. Bài ông này lắp đồ tanh nhiều nhưng mà đam phía sau lại chưa có. Không thể làm khó được Akali nên chắc chắn là ông ý sẽ phải nhận một trận thua rồi. Tiến nốt bài đấu KDA chỉ với một carry duy nhất là Ari lên bảng với cái top 6. Ông này khá là xui khi mà gặp mình cầm Akali. Hai nhà Pentakill cũng cầm hết Akali nên là không có đam phụ. Cút con mẹ. Đi chợ lấy về áo choàng bóng tối cho Kiana đỡ bị sốc chết. Tiếp tục giành chiến thắng khá dễ dàng trước nhà Pentakill. Karthus ông này full đồ nhưng mà không có Sojin, ra skill khá lâu. Akali thì một sao, ngoài việc có thêm Yorick ra thì không có update gì quá mạnh so với lần gặp trước. Mình đấm ông này full house. 5.6 tiễn nốt nhà 8 bit lên bảng với cái top 5. Garen 3 sao một mình tanh là không đủ vì các tướng tanh còn lại của ông này đều 1 sao. Mặc dù Koki đã cố gắng hạ gục đi Akali nhưng mà chừng đó là chưa đủ. Mình có lại được chiến thắng thứ 8. Zac cũng được update lên 2 sao ở rau rồng ngàn tuổi. Săn rồng để lấy thêm về diệt khổng lồ cho Senna. Up luôn level 9 sau khi đã lên được kha khá ở những round trước. Mình xả cạn tiền tìm kiếm Kiana 2 sao để đẩy nhanh nhịp độ trận đấu trước khi nhà Hurtsteel kia trở nên mạnh hơn. Nhưng mà game không cho, mình cho tạm Lucian vào sân. Một nhà Pentakill đã phải dừng chân ở top 4. Mặc dù có 3 carry, Karthus, Akali, Diego vẫn không đủ sức với bài đấu của mình. Nhà Hurtsteel thì để thua nhà Pentakill còn lại. Cho Illaoi vào sân để kích đấu sĩ và để hai xúc tu góp phần counter đi Karthus của nhà Pentakill kia. Round này thì mình chỉ gặp bóng nhà Pentakill nên thắng khá dễ. Nhà Hurtsteel xoay bài khá chậm mà còn nhiều 1 sao nên tiếp tục để thua nhà Pentakill và còn lại 2 máu. Tiếp tục roll cạn để tìm Kiana 2 sao mà khó quá. Mình bán cả Akali trên hàng chờ đi để roll mà vẫn không ra. Illaoi 1, Blitz 1, Kiana 1 hay thậm chí là Lucian 1. Rất nhiều 1 sao trên sàn đấu của cái ông Hurtsteel xoay sao. Nên là không có gì khó hiểu khi mà ông này bị mình tiễn nốt với cái top 3. Akali liên tục phi đao với 9k đam từ giả trước ra đến giả sau của team địch. Cuối cùng thì em Kiana cũng được update 2 sao nhờ vòng đi chợ mình nhặt được.
cuộc chiến chỉ còn lại vấn đề thời gian khi mà nhà Pentakill kia bị counter hoàn toàn bởi bài đấu của mình, Yorick 2 sao cùng với Sona là những gì mà ông này update thêm được sau khi mấy round không gặp mình. Ông ý xếp né Kiana team mình không cho hack đồ, nhưng lượng đam có được là rất ít. Akali với phi đao 5 cánh, một lần hết nửa cây máu của Yorick, lần thứ hai thì nằm xuống luôn, sau đó tràn về sau. Kathos team bạn còn chưa cả ra skill lần thứ hai đã bị bao vây từ phía. Ông này cũng đầu hàng luôn để làm trận mới khi sức mạnh của hai team hoàn toàn chênh lệch. Và top 1 cho ai nhỉ? Tổng kết, Akali True Damage vừa được book khá nên đã có một chỗ đứng trong meta 13.24 này. 6 True Damage tất nhiên là cần thiết để bạn tối ưu sức mạnh cho cô nàng này. Các bạn có thể dép lên bằng Senna vì đây là một vị tướng dép khá ổn, kể cả là có siêu sao hay là không có siêu sao. Đồ của Akali thì cứ hai đồ đam một đồ thủ để cô nàng này có thể phi down liên tục là được. Rất cảm ơn các bạn đã xem video và like cho mình. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye!